4 pha một lượt luôn. 8 giây. 8 giây mà như đây là 1,69 mây rồi. Và thử cái video lúc nãy. Chúng đã cái file 16 mây đi. Rồi bắt đầu tính nha. Đó. 1 giây, 2 giây, 3, 4. Giây thứ 20 nè, và tới 16 mây thì mình sẽ để, mình không có pause cái video lại mà sẽ cho thẳng luôn. 20 tới 50 là 30 giây và 16 mây thì nó cũng rất là nhanh nè. 1 2 3 4 5, đó, nhập vô nó sẽ là trên chu, gần như nhập là có liền. Trước hết mình khuyên các bạn là, nãy mình quên khuyên các bạn là nếu như xài Windows 10 á, là dùng Microsoft Play Store, tải Facebook và Messenger, hai cái này nó rất là nhẹ. Xin chào, chúc mọi người một ngày tốt lành, một năm an toàn và nhiều sức khỏe. Đây là video về cách giảm lắc Facebook. Nở các bạn từ hồi tận một tuần trước lần. Bây giờ vào vấn đề luôn nha. Giảm lắc Facebook bằng phần mềm Asmusis Boostbiz và Regedit. Và đây là phần mềm linh kệ của chúng ta. Đây, bây giờ thử quét virus nha. Đã quét 135 tập tin, không có mục tiêu nào bị dính virus. Bây giờ mình giải nén phần mềm. Sau khi mở lên thì giao diện như sau. Vào On Tools nè, Internet and Browser Tools, chọn Manual Internet Optimizer. Chọn Fast Over 5 Megabit. Analyze. Ở đây có các thông số chính là Internet, là Winsock nè. Thứ nhất Winsock, thứ hai là Auto Thinning. Auto Thinning. Đây. Sau khi chọn chế độ là fast là nhanh nhất á, thì điều cần để ý là small buffer. Đây là những cái thông số mà cần để ý nè, mà đã có file pre-edit sẵn rồi. Cái mà cần để ý nhất là cái file pre-edit của nhớ không lầm thì đó là auto tuning nè. Để
Khi chắc ăn thì mình bắt thấp lại cái Regadip. Ở đây cái địa chỉ Regadip là cái link này. Nếu mình xài Windows 10 thì mình dán thẳng vào luôn. Đây là mặc định nè. Windsock là đang không có cái file nào mặc định nào đây nè. Và khi tải á thì bạn Internet Data Manager có cái file của nước Nhật á. Bên Nhật khá là nhanh, chỉ có một cái connection. Đó, như vậy là chỉ có một connection mà gọi là nhanh, nhưng mà như vậy thì sẽ vào Facebook Messenger sẽ chậm. Để giải thích thêm thì cái thông số quan trọng đó là small buffer size nè. Đây, mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như là gửi tín hiệu tới web, ví dụ Facebook nè, YouTube, Twitter và nhiều trang khác, ví dụ Google. Mình gửi từ máy tới web và từ web gửi về nè. Có cái ba loại buffer nè. Buffer size. Medium là giai đoạn trung gian chuyển qua load video trên mạng. Ở đây là load video trên YouTube, Facebook, những cái video mà độ phân giải khá từ 240p trở đi chứ. Còn last là giai đoạn cao nhất mà tốc độ cao nhất. Tốc độ cao nhất mà Windows tải về. Nhưng mà small buffer 200 byte là khá tối ưu trong cái thời đứt cáp, vì càng thấp thì dữ liệu gửi đi không bị ứ động gây tắc nghẽn. Thêm nữa, mình đã từng còn cái small buffer lên tới 10 triệu. 10 triệu byte là bằng với 100 triệu byte. Nó sẽ bằng 100 megabits. Nó sẽ load từ trực tiếp từ ổ cứng. Nên đã bị khởi động lại máy khác 2-3 lần. Nhưng mà nó vô được Windows, nhưng mà sau đó nó không vô được, không truy cập được cái gì luôn. Tới đó đứng luôn, bị tắc nghẽn quá nhiều. Cái này thì làm đơ ổ cứng, nên mình phải dùng cái ổ cứng di động để boot Windows lên á. Mình chỉnh lại cái Regadis về chỉ có 200 thôi. Chỉnh như 200 là ok rồi. Mà cái này chưa có đúng không? Bây giờ chỉnh bằng cái này trước đi. Cái này là nó tối ưu hóa. Và có những phần mà mình cần phải chỉnh bằng thủ công. Đây. Và vậy sau khi auto optimization nè, mình chỉnh cái auto tuning nè. Cái này nè, đang normal, mình lên experimental nè. Visible là normal. Tốc độ nó tăng cho hầu hết các kết nối. Có nghĩa là từ cái small lên medium, sau đó lên large. Thì dùng cái chế độ experimental nè. Cái này nó sẽ tăng nhanh từ small lên medium lên large nè. Auto tuning là cái này nè. Và cái này mình không có chỉnh hay edit được, vì nó tùy thuộc vào từng loại máy. Ví dụ bên máy mình là details đi. Đó, cái này là bên máy mình là suyệt không nè, thấy không? Ở sau đó 7759BC đóng ngoặc thì nó suyệt không. Mà ở trên ổ cứng Windows khác á thì nó lại là suyệt 22. Nên cái này nó không cố định, không có chỉnh được. Và đây là cái quan trọng cần chỉnh nè. Mình chỉnh lên Experimental và Windsock. Windsock thì nãy mình apply đây rồi. Apply đây xong rồi sau đó mình vào tắt Full Acid Boost Speed đi. Có cái file mình gọi là Fizzlux nè. Nó còn đưa tải. Đây là cái file mặc định của Win 7 á, mình coi thử nha.
coi thử, đừng có đứt chuột vô. Là của Win 7 nè, và Win 10 lúc mà mới mở lên nè, nó không có cái gì luôn. Như đây nè, đó không có cái gì luôn. Win Shop để mình tắt rồi mở lại thì cái đít. Sau khi mở lại thì nó đã chỉnh lên nè. Thì đây là 1024 bytes, có nghĩa là 1 kilobyte. Thì bây giờ mở thử Messenger lên. Và mình phải là cái file lúc nãy thì download nữa. Đó, nó sẽ không có nhanh lắm ở đây nhi. Nó chỉ có một connection này nè. Như vậy là ổn rồi nè. Nếu mà nhanh quá thì chậm, nó sẽ chậm ở những cái Facebook Messenger đó. Cái này sau khi mình tải rồi không không có resume được, tại chỉ có một connection, phải hai cái trở lên mới được. Tìm lại phải. Cái này là nãy nó có 1 đến 2 à. Mà sau khi có tải dễ dàng á, có bộ đệm rồi á, nó cũng lên khá là nhanh, 7 đến 8. Và sau khi mình lên Messenger, mình tìm cái file của mình đi, tìm cái tên của mình, nhấp vô nè. Test. Như vậy là khá nhanh rồi đúng không? Bây giờ thử test với hình, hình và hình ảnh video. Ví dụ up cái hình này lên. Thử với hình và video. Tìm mấy video nó nhẹ thôi. Này có mình. Đó. Do cái này thì đã giảm được tốc độ nha. Giảm tốc độ không có nghĩa là mấy kia nó sẽ chậm đi, mà nó vẫn có thể nhanh lên ở vài trường hợp. Ở đây đang là 1024 và nó sẽ loát từ ổ cứng á. Này 1024 nè, nghĩa là cái disk á, cái một là cái này nè. Khi mình giảm xuống 200 bằng cái file, mình sẽ chạy thẳng bằng cái file nè. Winshot fast. Mình mở cái disk lên. Không phải fast mà là best. Trong best. Đó, mình mở cái disk lên. Cái thông số nó khác rồi đúng không? Đó. Nên mình chỉnh luôn cái receive window và send window dữ liệu nè, là 200 KB thôi. Cái 200 byte thôi. Nó khá là ổn. Khá là ổn nếu như mà mình gửi tin nhắn nhanh. Đó, được, có tức thì luôn. Rồi bây giờ mình thử gửi ảnh vào video. Bốn file một lượt luôn. 5, 6, 7, 8. Chỉ 8 giây. 8 giây mà như đây là 1.69 MB rồi. Và thử cái video lúc nãy. Cái file lúc nãy là mười mấy rồi.
nhớ là file nào nữa. Để cái file 16 này đi. Bắt đầu tính nha. Đó. 1 giây, 2 giây, 3. Dây thứ 20 nè. Và tới 16 mê thì mình sẽ để, mình không có pause cái video lại mà sẽ cho thẳng luôn. 20 tới 50 là 30 giây, 30 giây mà 16 mê thì nó cũng rất là nhanh nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Nhập vô. Nó sẽ là trơn tru. Gần như nhập là có liền. Trước hết mình khuyên các bạn là, nãy mình quên khuyên các bạn là nếu như xài Windows 10 á, là dùng Microsoft Play Store, Facebook và Messenger. Hai cái này nó rất là nhẹ. Như đã thấy thì trên Touch Manager nè, Messenger chỉ có 390 MB, trong khi nếu như mà mở trình duyệt mà chỉ mở riêng mỗi tab Facebook thôi đó. Có hai app trên store là Facebook và Messenger nè. Giờ mở Facebook đi. Mở Facebook trên Microsoft. Ê, Microsoft Edge. Microsoft Edge nè. Thì mới có một cái Microsoft Edge mà một đống. Đó, nó lên tới 90 mấy% CPU luôn nè. Đó. 33%, 700 mấy MB. Và trong khi đó thì Messenger là 300 mấy MB, còn Facebook trôi xuống đâu tiêu rồi, chỉ có 1,9 MB thôi. RAM chỉ có 1,9 MB, đó là mình chưa có lướt cái gì. Đây, chỉ có 1,8 MB Facebook này. Quá nhẹ luôn. Quá nhẹ và quá nhanh. Bây giờ mình thử truy cập trên khác nè. Thời gian load gần như là tức thì. Và thử bình luận. Cũng dùng cái Touch Manager và nó cũng rất là nhẹ Facebook nè. Thiên Messenger thì nó nặng hơn Facebook nhưng mà cũng rất là nhẹ hơn Microsoft S. Và mình mở lên nè, Microsoft S 960 MB, RAM thì lên tới 5 GB. Mình tắt Microsoft S nha. Sau khi đã tắt, giảm 300 MB. Mà bây giờ Microsoft S là còn 600 MB nè. Nó duy trì cái hoạt động nền nè. Bây giờ mình thử tắt Messenger, tắt thử cái Facebook thì nó sẽ giảm rất nhiều. Giờ mở lên lại nè.
nếu như mà không mở cái trình duyệt lên á thì chắc chắn là nó sẽ rất là nhẹ, tại vì nó còn loa một đống extension, mấy cái phần mở rộng á, mấy cái tệp mở rộng mà mình cài trên trình duyệt như Messenger ấy, như là IDM, đóng trình duyệt khác, ấy một đống extension khác nè, đó gì nè, đó là một sự bùng nổ về cái phần trăm và về cái RAM này. Đến đây là hết rồi, cũng khá là dài, cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối cùng của video. Bye bye.